Chào mọi người, hôm nay mình đang đi ở cái bãi sông. Nói là cái bãi sông, cái sông này nó nhỏ, cái bãi này thì nước nó cạn thì nó cái đấm đất ở giữa nè. Bên đây là một dòng chảy nè, này chảy nó nhỏ xíu à, nói cho nó to vậy thôi. Mình ra đây thì mình cũng đi chơi thôi chứ hôm nay mình không có bắt con gì trong tắm đâu. Mọi người xem nè, mình sẽ cho mọi người xem mấy cái thứ là lạ thôi. Ví dụ như đây, cái chỗ này là nước, nó sát bằng nước này, là nước hồi trước nó trên đây, bây giờ nó xuống. Mình xem mấy này là mấy con hến này. Như con này, hến thính con này, con này còn sống nè, cái con nào mà nó há mỏ là nó ngủm rồi đó. Nè, con hến á, bình thường là nó sẽ ở nếu mà nó ở dưới nước á, nó thường thường nó vậy nè, một đầu nó sẽ cắm xuống, một đầu nó ngoi lên. Con này chắc là nó chết rồi, nó há mỏ là chết rồi. Bởi vì trưa ở đây nắng lắm, con nào nó không nằm dưới nước còn nó lên đây là trưa nắng thiêu nó chết liền rồi. Đây này, cái con này trong cái lỗ này, bới này ra, con chỉ còn sống tại nó nằm sâu ở dưới. Đấy, nhiều lắm. Đây nữa nè, nhỏ hơn thôi. Thì thường thường mọi người xem nhiều lỗ lắm nha. Cái lỗ này là thường một cái, một lỗ là một con nè, lỗ này cũng có một con nè, đào lên nè, đấy con đây nè. Lỗ này cũng có con như này thôi, chạy ra hết đấy, đào lên đấy, nhiều lắm. Đây con nữa nè, đấy thấy nhiều không, nói chung lỗ nào có con gì luôn, có hết á. Lỗ này cũng có này, lỗ này cũng có này, đồ lỗ này cũng có chứ, lỗ này luôn đây nè. Kia là dép mình á, cái đó là mình xem trên bờ, bây giờ mình xem dưới nước. Dưới nước thì có ốc này, ốc bữa trước mình cũng đi dưới thằng trường mình bắt á. Ốc thì nhiều lắm rồi, cá thì có con thôi, nước cạn mình đi ra ngoài kia thì cũng cạn thôi, không có sâu đâu. Bây giờ đây là một con, ý chết rồi, dở lên nó trôi rồi. Mình là con hến ngụm của tỏi rồi, là nó lột nó bành ra cái vỏ nó rồi. Đây là chết hết nè, chết cũng nhiều á. Mình thì đang lội ra thêm tí, nó cạn hơn à, đi từ bên này qua bên kia. Lúc nãy là mình đi từ kia qua đây nè, nó dọc lên đây. Nó khô, nó nắng thì vậy thôi, ít bữa nữa mà có mưa là trên nước trên kia chảy về nhiều lắm, là nó dâng cao lên. Nó dâng cao cũng vài bữa là nó xuống nước lại, khi nào mà tới mùa lũ á, nước mới nhiều mà lâu. Từ bán sông này á, mà mưa mùa hè á, mưa xuống là nước nó đục, tại phù sa rồi bùn đắp trên núi đó xuống rồi. Mình đi kiếm thử có con nào bự bự không mà nãy giờ không thấy, cũng hơi khó thấy tại dưới này cát sỏi nó nhỏ nhỏ, nó cũng gần gần như mấy ấu này này, còn bự này, nhưng mà không biết là sống hay chết đây. Cảm ơn cái vỏ không à. Tại cũng đã mình đi vậy là mình kiếm mấy con hến á, chứ còn ốc xoăn á, ốc ấy là nó hay ở trong bờ, ở chỗ có cát hơn. Con gì nó kêu dữ hả, cái bụi cây kìa, mọi người thấy đen đen không, mình cái máy quay này không có zoom được. Một bầy chim như là con sao có mình cũng không rõ, nhưng mà bầy chim đang đậu đen đen kìa. À,
giống bìm bịp đó. Ngồi xuống mới lên coi có gì hấp dẫn không. Tình hình là không có gì hấp dẫn. Ốc, ốc này ngụm rồi, chết rồi. Đây, một con ốc này. Đây, đồng bò ấy. Một con hến. Sao đây cái hến con không, không có hến lớn ta. Kiểm tra coi. Đây. Thường thường mấy con hến á, nếu nó lòi lên mình thấy thì đỡ, còn không là mình phải nhìn mấy cái, như mấy cái lỗ của nó đó, để mình kiếm thử một cái coi, kiếm cái nào rõ rõ, ví dụ như cái này nè, có khả năng có một hến như này nè, đấy rồi, đây nè, đây có một hến nè, nó nằm dọc nè, cắm một bên xuống đất, nhỏ thôi, thả vậy nó trôi xuống kia. Đây này, này, này cũng có một con này. Rồi. Đây. Nên ra ngoài cái chỗ bãi đá như thế này á thì hơi khó tìm. Nó có nhưng mà mình không có nhìn rõ được. À, nãy mình nói là hồi nhỏ mình đi mò trai á, thì thường cái nước nó bùn nó đen thui à, không phải nước dơ mà là nước bùn á, thì mình dùng chân mình rà rà nè, tại cái thường bùn thì không có đá không có sỏi, nên mình rà mình cợm cái là mình thò tay cho mình lặn xuống hay gì đó, thò lên móc lên một con rồi đó. Ví dụ như tùy ba con tay hai con tay, nhưng đó hồi xưa thôi chứ bây giờ mình không thích lội mấy chỗ nước đục đục nữa, giờ thích lội nước trong mình chơi à. Đây có một con ốc lớn nè. Ốc này là về nấu ăn ok rồi. Thường thường ốc đây cũng nó hay ở trong bờ bò nè, đó, như nè. Mắc lên là dính thôi. Ốc thì nó không có chạy được. Cứ thò bắt thôi. Con này là giống đi coi có phải con không? Hình cục đá đúng rồi, một con ốc. Còn mấy cái lỗ đây. Đây khui lên như hồi nãy nói là hến thôi. Đây, hến này, đây cũng có hến này, đây là trên bờ, chỗ này gần nước nên nó sống được, chứ lên trên kia kha là trưa nó nắng lắm, ngắt ngoài. Đây, cái khui là có này. Dạ, bữa nào mình đi bắt cái này mình về mình làm nấu món cơm hến hến à. Cơm hến nấu đơn giản lắm mọi người. Cơm hến rau thôi. Cái máy quay của mình nó cũng sắp hết pin. Nãy đi nhưng mà không có chuẩn bị trước. Cái này đi tốn mấy đứa nhỏ. Tại sợ dẫn đứa nhỏ là cỡ con Trường Hiếu thì dẫn đi vô tư. Nhưng mấy đứa nhỏ này nó nhỏ lắm, nó không biết đâu. Thấy nước rồi nó lao xuống. Lần sau mà không có người lớn nó đi á, nó thì đáng lẽ đi nguy hiểm lắm nên không có tập cho nó. Giờ tốn nó đi. Đây,
Chứ coi mình bây giờ mình lọc 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 dưới này coi có hến nào. Có nè. Có. Nước chảy cũng hơi xiết. Không chụp là nó trôi đi liền. Đây nè, ngón tay mình nè. Chắc mình nhiều mình lấy cái cẩu á, cái rổ á. Đem ra mình múc sờn 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 sờn. Này nó cũng hơi ít ít đá này. Mọi người nếu nhìn kỹ thấy đá, thấy nước nó chảy, cát nó trôi dưới á. Cát trôi chậm chậm dưới. Sông này thì mùa này không có cá đâu. Đợi mùa sau rồi. Cá lại nó cá lớn, vậy cá bé không không tính nha. Mùa này thì ốc. Nên nếu ai mà rảnh thì đây tắm thôi. Chỗ này lỗ rất là nhiều nha. Con này ngấm cua tỏi. Lỗ này hơi chết rồi nè. Con này còn sống không? Đâu rồi không thấy. Mấy con chết rồi. Chết rồi. Ốc này cũng ngủm luôn. Mình thấy lỗ rất là nhiều nha. Cái chỗ đèn đèn, mấy cái lỗ dưới nước đó mình bóc lên tiếp. Thôi, không quay sắp hết bình rồi, không đi về. Đây, bắt được một con trai nè. Cái mình gọi là con trai, nó cũng giống như hến bự kìa. Nó kẹp rồi. Không. Mình xem bự nha, mình đi mình bắt được một hến lên, đây là mình so sánh cho mọi người xem. Vô tình bắt được chứ cái này xong này ít lắm. Chỗ đục đục bay mây ra sao nó có nè. Tại con này hay sống dưới bùn nãy mình nói, mình hay hồi xưa mình hay rời rời ở chân á. Nó cộm cộm là mình bắt. Chứ cái này mình không, cái sông này không có nhiều đâu. Cái suối nó đục đục bùn nhiều á thì cái này mới có nhiều. Mỗi con nó có mỗi tập tính riêng mà. Đánh nha, con ốc nè. Cái này thì không có mấy nè. Đây là cái gì đây, mình moi lên thế nào cũng dính một đầy thôi. Đây. Cái con ốc rồi. Đây. Con này là con nhỏ thôi. Đấy. Mọi người thấy
Này phải trai lá ngọc, trai nước ngọt, trai trai sống trong bùn thôi. Nó bự hơn mấy kia rất là nhiều. Hồi nhỏ thì mình bắt cái này nhiều lắm. Hồi nhỏ thì thích bắt, không ngại nước dơ nó đục. Còn bây giờ là nước phải trong mình mới chơi. Nhưng cái con này mình ít bắt lại lắm. Và với lại cái này thường nó lấy nước đó, mình phải ngâm mình chứ. Này con này thịt nhiều lắm, con này này. Chắc được con duy nhất ạ. Thêm một con nữa nè. Mình chỗ đó sâu mình không có nhúng tay được. Mình kéo nó vô. Nó dưới bùn. Tại này mình nhúng tay xuống là ướt hết áo. Quần lớn nè. Đi ướt áo này. Ôi trà cục đá. Rồi, cuối cùng bắt được hai con. Chắc hôm nào mình phải làm một cái clip bắt riêng con này cho mọi người xem. Bây giờ mình vô này cũng thấy vậy cũng ướt đồ rồi, tại mình lội bắt đây nè, sau nè. Ốc cực kỳ nhiều luôn. Ốc đấy. Quá trời luôn. Ốc này. Dính bùn nữa, con này nó không có dính bùn nè. Nhiều. Mình đi lên rồi xong rồi đấy.